người đẹp Venezuela liên tục gây tranh cãi ở Hoa hậu Hoàn Vũ. Đại diện Venezuela, Amanda Judamo liên tục có những hành động gây tranh cãi trong quá trình tham gia cuộc thi Miss Universe 2022 đang diễn ra ở New Orleans, Mỹ. Cuộc thi Miss Universe 2022 đang diễn ra ở New Orleans, Mỹ với sự tranh tài của 84 thí sinh. Đại diện Venezuela, Amanda Judamo đang được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật của khu vực Mỹ Latin, có tiềm năng giành vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Những ngày qua, nhất cử nhất động của người đẹp Venezuela đều được các fan sắc đẹp theo sát. Điều đáng nói là sự thể hiện của cô ở cuộc thi năm nay liên tục gây tranh cãi. Ngày 10 tháng 1, chuyên trang sắc đẹp Sass Factor đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Amanda Judamo bước vào sảnh của khu vực dạ tiệc và được nhiều người hâm mộ vây quanh chào đón. Trong khi các thí sinh khác tạo dáng để chụp ảnh và sau đó nhanh chóng tiến vào khu vực bàn tiệc thì Amanda Judamo nán lại khá lâu. Sau đó, cô rút những tấm thiệp từ trong chiếc túi và phát cho các khán giả đang gieo họ tên mình. Trong buổi dạ tiệc trước đó một ngày, Amanda Judamo cũng có hành động tương tự khi vừa bước xuống ô tô. Cô liên tục rút ra những tấm thiệp và đưa cho khán giả đang đứng ở bên ngoài khu vực nhà hàng. Hành động này của Amanda Judamo đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng cô thiếu thanh lịch, cố tình thu hút sự chú ý của khán giả bằng cách tiếp cận và đưa thiệp cho họ. Cô ấy đang cố thuyết phục mọi người mình là Miss Universe 2022 sao? Hành động này thật thiếu tinh tế, hãy dừng ngay việc này lại. Miss Venezuela là những bình luận của khán giả dành cho Amanda Judamo. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng đây là hành động bình thường. Amanda Judamo có quyền tiếp cận khán giả và chiếm cảm tình của họ mà không làm ảnh hưởng đến ai. Thậm chí, nhiều bình luận còn cho rằng Amanda Judamo là thí sinh thông minh và biết ngoại giao. Trước đó, Amanda Judamo cũng gây tranh cãi với phát ngôn trên chính buổi livestream của mình. Khi đang livestream, cô đã nói một câu bằng tiếng Tây Ban Nha, "Tôi sẽ không quay cho các bạn xem một số thí sinh vì cô ấy không được thân thiện cho lắm." Việc Amanda Judamo đánh giá về đối thủ cùng thi là không thân thiện khiến cô bị chỉ trích là thiếu tinh tế. Nhiều ý kiến cho rằng mỗi thí sinh sẽ có cách thể hiện mình khác nhau khi tham gia cuộc thi. Họ cũng không nhất thiết phải quá thân thiện hay kết bạn với tất cả thí sinh. Amanda Judamo là một trong những người đẹp đến Mỹ sớm nhất để tham gia cuộc thi Miss Universe 2022. Tại cuộc thi, cô thể hiện là người đẹp thân thiện, xã giao, xuất hiện và giao lưu với tất cả trong các hoạt động. Trong quá trình tham gia cuộc thi, Amanda Judamo khá thân thiết với đại diện Việt Nam, Hoa hậu Ngọc Châu vì hai người đẹp luôn đứng cạnh nhau mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.